We are the team who makes Scandal and Bloodletter, and this is our beautiful actress named Vân Trang. Bonjour. So hopefully everyone enjoy our movies just like we enjoy the play. We had another section for us, very very big films. We won a couple of awards. Vân Trang won one of the biggest actress award. Xin chào, tôi là Đình Toàn. Tôi đến từ Việt Nam và tôi sẽ tham gia ở liên hoan này là bộ phim Khát vọng Thăng Long. Sẽ là một bộ phim về lịch sử, nói về một kỷ niệm, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trong đó tôi vai vua Lê Long Đỉnh và sẽ là được bộ phim được trình chiếu sau sự kiện thảm đỏ của ngày hôm nay. Nhiều kiểu rồi đấy.